Ủy viên nhân quyền Nga, bà Tatiana Muskalova cho biết, việc trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã tạm ngừng trong vài tháng nay. Dẫn lời ủy viên Nga, hãng thông tấn TASS chỉ ra nguyên nhân dẫn tới hoạt động này tạm dừng là do Moscow cáo buộc Kiev có những yêu cầu không đúng. Hiện vẫn chưa có bình luận từ phía Ukraine về thông tin trên. Nga và Ukraine đã thực hiện các hoạt động trao đổi tù binh định kỳ thông qua trung gian kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hơn 2 năm trước. Trước đó trong tháng 2, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xác nhận đã thành công trong vai trò trung gian cho thỏa thuận trao đổi 100 tù binh chiến tranh mỗi bên giữa Nga và Ukraine. Bộ Ngoại giao nước này cho biết đây là nỗ lực hòa giải thứ ba giữa Nga và Ukraine từ đầu năm tới nay, đồng thời kêu gọi các bên thúc đẩy giải pháp ngoại giao, đối thoại và giảm căng thẳng. Đợt trao đổi tù binh lớn nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra hồi tháng 1 năm 2024, với tổng cộng 478 người ở cả hai bên được trả tự do.